Thầy chào tất cả các em. Thầy rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết toán lớp 5. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài Nhân số đo thời gian với một số. Để tiết học đạt được hiệu quả, thầy lưu ý các em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ và tích cực thực hiện các yêu cầu của bài học. Nhưng trước tiên, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các kiến thức đã học ở những tiết trước. Thầy có các câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên: viết số thích hợp vào chỗ chấm. Các em hãy suy nghĩ thật nhanh và tính ra nháp nào. Chắc chắn rằng các bạn đã có kết quả của mình rồi đúng không? Bây giờ các bạn hãy so sánh kết quả của mình với đáp án của thầy nhé. Ở đây 90 phút sẽ bằng 1 giờ 30 phút. Xin chúc mừng các bạn đã làm đúng đối với bài này. Tiếp theo thầy có phép tính như sau. Các bạn hãy đặt tính và tính nhanh ra nháp đối với phép tính này. Phép tính này cũng không khó lắm đúng không các em? Chúng ta hãy cùng so sánh đáp án với kết quả của thầy nhé. Đáp án của thầy là 3 giờ 30 phút. Xin chúc mừng những bạn có câu trả lời đúng đối với phép tính này. Như vậy là chúng ta vừa ôn lại các kiến thức về đổi đơn vị đo thời gian và cộng số đo thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung chính của bài ngày hôm nay. Mục tiêu của bài ngày hôm nay là chúng ta sẽ biết thực cách thực hiện các nhân số đo thời gian với một số, và sau đó chúng ta sẽ vận dụng để giải một số bài toán có liên quan. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng bước vào bài học ngày hôm nay nào. Vừa rồi các em đã được thực hiện phép tính 1 giờ 10 phút cộng 1 giờ 10 phút cộng 1 giờ 10 phút. Với phép tính này, các em có nhận thấy có một điều rất là đặc biệt. Chúng ta thấy rằng các số hạn của các phép tính này đều là 1 giờ 10 phút. Vậy thì ta có thể chuyển phép cộng này thành phép tính 1 giờ 10 phút nhân với 3. Như vậy, ta phải thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số. Để thực hiện được phép tính này, ta đặt tính như sau. Ta viết thừa số thứ nhất 1 giờ 10 phút. Sau đó, ta viết số 3 dưới số 1 giờ 10 phút. Ta kẻ một gạch ngang và viết dấu nhân ở giữa hai số này. Ta thực hiện phép tính như sau. Ta sẽ nhân từ phải sang trái. 3 nhân 10 bằng 30. Đây là 30 phút. Tiếp tục nhân đến hàng đơn vị đo là giờ. Ta có 3 nhân 1 bằng 3. Và ta được 3 giờ. Vậy 1 giờ 10 phút nhân 3 bằng 3 giờ 30 phút.
Vậy thì muốn nhân số đo thời gian với một số, ta thực hiện như sau. Đầu tiên, ta sẽ đặt tính. Sau đó, ta nhân từng số đo theo từng đơn vị đo với số đó. Các em cùng nhẩm lại cách thực hiện một lần nữa nào. Tiếp theo, ta có bài toán ví dụ như sau. Bài toán: mỗi buổi sáng, Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ, Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ, Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian? Các em cùng đọc thầm lại nội dung bài toán này. Ở đây, muốn biết mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian, ta phải thực hiện phép nhân. 3 giờ 15 phút nhân 5. Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau. Về cách đặt tính, ta cũng đặt tính tương tự như phép tính lúc nãy. Bây giờ, ta thực hiện tính. Ta sẽ thực hiện tính nhân từ phải sang trái. Ta nhân số đo đơn vị phút. 5 nhân 5 bằng 25. Viết 5, nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5. Thêm 2 bằng 7. Ta được 75 phút. Tiếp theo, ta nhân đến số đo đơn vị là giờ. 5 nhân 3 bằng 15. Đây là 15 giờ. Thực hiện đến đây, các bạn có nhận xét gì không? À, ta thấy rằng 75 phút lớn hơn 60 phút. Ta sẽ thực hiện đổi đơn vị đo từ 75 phút ra giờ và phút. Và ta có 75 phút bằng 1 giờ 15 phút. Sau đó, ta thêm 1 giờ vào 15 giờ, ta có 16 giờ. Vậy, kết quả của phép tính này là 16 giờ 15 phút. Qua phép tính này, các em cần lưu ý một điều như sau. Nếu tích trong hàng nào vượt quá một đơn vị của hàng cao hơn liền trước, thì ta đổi đơn vị để gộp vào hàng đấy. Các em cùng nhẩm lại lưu ý này. Bây giờ, thầy có các kiến thức cần nhớ đối với bài này như sau. Muốn nhân số đo thời gian với một số, ta thực hiện như sau. Thứ nhất, ta cần đặt tính. Thứ hai, nhân từng số đo theo từng đơn vị đo với số đó. Và lưu ý, nếu tích trong hàng nào vượt quá một đơn vị của hàng cao hơn liền trước, thì ta đổi đơn vị để gộp vào hàng đấy. Các em cùng nhẩm lại phần kiến thức cần nhớ này một lần nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức vừa học để luyện tập qua các bài tập sau đây. Bài 1. Tính. Ý A. 3 giờ 12 phút nhân 3. Ý thứ 2. 12 phút 25 giây nhân 5. Ý B.
4,1 giờ nhân 6 và 9,5 giây nhân 3. Các em hãy tạm dừng video này và thực hiện nhanh bài toán này ra nhé. Chúng ta hãy cùng nhau chữa bài nào. Ở ý đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đặt tính và thực hiện tính như sau. Ta thực hiện nhân từ phải sang trái. Nhân số đo đơn vị là phút. Ta có 3 x 2 bằng 6. 3 x 1 bằng 3. Ta được 36 phút. Tiếp theo, ta nhân đến hàng đơn vị đo là giờ. Ta có 3 x 3 bằng 9. Ta được 9 giờ. Vậy 3 giờ 12 phút nhân 3 bằng 9 giờ 36 phút. Ta cùng nhau chuyển sang ý thứ hai. 12 phút 25 giây nhân 5. Ta đặt tính và thực hiện tính như sau. Ta nhân số đo đơn vị là giây. Ta có 5 nhân 5 bằng 25, viết 5, nhớ 2. 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12. Ta được 125 giây. Tiếp theo, ta nhân đến số đo đơn vị là phút. Ta có 5 nhân 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 nhân 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Ta được 60 phút. Ở đây, ta thấy rằng 125 giây có thể đổi ra được phút và giây. Ta có 125 giây bằng 2 phút 5 giây. Và kết quả hiện tại ta được là 62 phút 5 giây. Tuy nhiên, ta thấy rằng 62 phút lại có thể đổi tiếp ra được giờ và phút. Ta có 62 phút bằng 1 giờ 2 phút và ta thêm 5 giây nữa. Vậy, kết quả cuối cùng của phép tính này là 1 giờ 2 phút và 5 giây. Các em cùng lưu ý, ở phép tính này, số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn. Kết quả của phép tính này có đến 3 đơn vị đo thời gian là giờ, phút và giây. Các em hãy cùng lưu ý. Chúng ta cùng chuyển sang ý B. Ở ý B này, ta thấy việc thực hiện đơn giản hơn rất nhiều so với ý A. Ta chỉ cần lấy số đo thời gian nhân với số đó, rồi khi được kết quả, ta viết thêm đơn vị đo thời gian. Đã, ta cùng vào ý đầu tiên của ý B. 4,1 giờ nhân 6, ta đặt tính và thực hiện tính như sau. 1 nhân 6 bằng 6, viết 6. 4 nhân 6 bằng 24, viết 24. Ta dùng dấu phẩy tách dở tích một chữ số kể từ phải sang trái. Ta được 24,6. Ta thêm đơn vị đo ở đây là giờ. Vậy 4,1 giờ nhân 6 bằng 24,6 giờ. Ý còn lại, 9,5 giây nhân 3, ta cũng thực hiện tương tự và ta được kết quả là 28,5 giây. Các bạn hãy so sánh bài làm của mình với kết quả của thầy nhé.
Ta chuyển sang bài tập số 2 như sau. Bài 2. Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 20 giây. Bé Hoa ngồi trên đu quay và quay 5 vòng. Hỏi bé Hoa ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu? Các bạn đọc kỹ nội dung và giải bài toán này ra nháp nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau chữa bài nào. Đối với bài toán này, ta có bài giải như sau. Thời gian bé Hoa ngồi trên đu quay là 1 phút 20 giây nhân 5 bằng 6 phút 40 giây. Đáp số 6 phút 40 giây. Ở đây ta thấy phép tính 1 phút 20 giây nhân 5. Ban đầu ta nhận được kết quả là 5 phút 100 giây. Sau đó ta sẽ đổi 100 giây bằng 1 phút 40 giây. Ta thêm 1 phút vào 5 phút và ta được kết quả cuối cùng là 6 phút 40 giây. Và ta sẽ viết kết quả cuối cùng này vào bài giải. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức vừa học để trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên, kết quả của phép tính 4 phút 15 giây nhân 4 là? Ta có 4 đáp án. A. 4 phút 60 giây. B. 16 phút 15 giây. C. 17 phút 60 giây. Và D. 17 phút. Các em suy nghĩ thật nhanh để đưa ra đáp án nào. Rồi, bây giờ các bạn hãy so sánh đáp án của các bạn với kết quả của thầy nhé. Kết quả của phép tính 4 phút 15 giây nhân 4 là 17 phút, ý D. Xin chúc mừng những bạn có câu trả lời là D. Ở đây ta có 4 phút 15 giây nhân 4 sẽ bằng 16 phút 60 giây và ta sẽ đổi thành 17 phút. Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Câu hỏi thứ hai như sau. Kết quả của phép tính 1 năm 5 tháng nhân 5 là? Ta cũng có 4 đáp án. A. 1 năm 25 tháng. B. 7 năm 1 tháng. Và C. 5 năm 1 tháng. Cuối cùng là 7 năm, 5 tháng. Các bạn hãy suy nghĩ thật nhanh để đưa ra đáp án nào. Rồi, bây giờ chúng ta hãy so sánh đáp án của mình với kết quả của thầy nhé. Kết quả của phép tính 1 năm 5 tháng nhân 5 là? Đáp án B. 7 năm 1 tháng. Ở đây ta có 1 năm 5 tháng mà nhân với 5. Ban đầu ta sẽ nhận được kết quả là 5 năm
25 tháng. Mà 25 tháng lại bằng 2 năm 1 tháng. Nên 1 năm 5 tháng nhân với 5 ta sẽ được kết quả là 7 năm 1 tháng. Xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B. Như vậy, qua bài này chúng ta đã biết cách nhân số đo thời gian với một số. Các bạn hãy nhẩm lại các kiến thức đã học một lần nữa. Nhiệm vụ của các em sau bài học này là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập 1, 2 ở sách giáo khoa toán 5, trang 135. Và chúng ta sẽ đọc trước bài chia số đo thời gian cho một số. Tiết học của chúng ta đã hết. Thầy hy vọng sẽ được tiếp tục đồng hành với các em trong các tiết học sau. Thầy chào tất cả các em.